Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính sau đây. Đoàn công tác cấp cao của chính phủ Bangladesh thăm và làm việc tại tỉnh Lào Cai, trọng tâm là tìm hiểu về công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư và phát triển du lịch. Thung lũng hoa thải Giàng Phố, một thương hiệu du lịch mới nơi vùng cao nguyên trắng Bắc Hà. Cảnh báo nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm dẫn tới các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể, đặc biệt là tại những địa bàn vùng cao. Trong phần tin quốc tế, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 thảo luận về các vấn đề nóng trên thế giới. Hàng nghìn người nhập cư trên khắp nước Mỹ tiến hành đình công nhằm phản đối các lệnh chống nhập cư của Tổng thống Donald Trump. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Hôm nay ngày 17 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Phong cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan của tỉnh đã có cuộc tiếp và làm việc với đoàn công tác cấp cao của chính phủ Bangladesh do ông Abdurrahman, Hiệu trưởng Trung tâm Đào tạo Hành chính công Savadharka làm trưởng đoàn. Cùng tham gia đoàn công tác của chính phủ Bangladesh có lãnh đạo các bộ ngành và một số tập đoàn kinh tế, truyền thông. Mục tiêu chính của đoàn công tác Bangladesh tại tỉnh Lào Cai lần này là tìm hiểu về mô hình công tác cải cách hành chính, xúc tiến thương mại, đầu tư và quảng bá du lịch của tỉnh Lào Cai. Tại cuộc làm việc, đồng chí Đặng Xuân Phong, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã vui mừng chào đón đoàn công tác cấp cao của chính phủ Bangladesh đến thăm và làm việc tại tỉnh Lào Cai. Thông tin khái quát với đoàn công tác nước bạn về vị trí địa lý và thực trạng phát triển kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Sau hơn 25 năm tái lập, tỉnh Lào Cai đã có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện, trở thành địa phương dẫn đầu khu vực Tây Bắc Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đặng Xuân Phong đã nhấn mạnh tới ba thế mạnh nổi trội trong phát triển kinh tế của tỉnh, đó là kinh tế cửa khẩu, kinh tế du lịch và khai thác chế biến khoáng sản. Liên tục trong nhiều năm qua, tăng trưởng kinh tế GDP bình quân của Lào Cai luôn đạt mức trên 10%. Để có được kết quả phát triển ấn tượng như những năm qua, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lào Cai đặc biệt nhấn mạnh tới vai trò của việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi trong thu hút đầu tư, được thể hiện qua chỉ số cải cách hành chính, chỉ số PCI của tỉnh luôn đứng ở trong top đầu của cả nước. Hiện tại, Lào Cai đang tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng đề án lộ trình cụ thể, chú trọng xây dựng và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến. Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các ngành, nội vụ, văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Lào Cai đã phát biểu làm rõ thêm những kết quả và kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính và quảng bá phát triển du lịch địa phương. Nhấn mạnh một trong những yếu tố mang tới thành công là làm tốt công tác tuyên truyền cải cách tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng thể chế, cơ chế chính sách, tạo thuận lợi, minh bạch, hiệu quả dưới sự giám sát chặt chẽ của người dân. Ông Abdurrahman, Hiệu trưởng Trung tâm Đào tạo Hành chính công Savadharka đã thay mặt các thành viên trong đoàn công tác của chính phủ Bangladesh cảm ơn sự đón tiếp chu đáo trọng thị của tỉnh Lào Cai, khẳng định những thông tin đoàn được tiếp nhận tại cuộc làm việc này là rất quan trọng, giúp chính phủ Bangladesh tham khảo vận dụng vào lĩnh vực cải cách hành chính, thu hút đầu tư, quảng bá du lịch. Vấn đề bảo tồn phát triển văn hóa các dân tộc gắn với du lịch và khai thác thế mạnh kinh tế cửa khẩu cũng được phía bạn quan tâm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Lào Cai. Nhân dịp này, đoàn công tác cấp cao của chính phủ Bangladesh đã đi tìm hiểu thực tế về hoạt động phát triển kinh tế cửa khẩu tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và bàn nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Vũ Xuân Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai chủ trì hội nghị. Xác định công tác ngoại giao nhân dân là nhân tố quan trọng, hỗ trợ cho công tác đối ngoại của Đảng và ngoại giao nhà nước. Nên trong năm 2016 vừa qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai đã đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao nhân dân, phối hợp tổ chức sơ kết mô hình kết nghĩa ở các đơn vị, địa phương, tham gia giải quyết một số vụ việc phát sinh trên biên giới, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt-Trung. Trong năm, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai cũng đã phối hợp tham mưu cho tỉnh cử 134 đoàn đại biểu sang thăm, làm việc tại các địa phương của tỉnh Vân Nam Trung Quốc, đón 187 đoàn phía bạn sang thăm, làm việc tại Lào Cai. Phối hợp tham mưu giải quyết thủ tục cho 52 đoàn thuộc các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến thăm, làm việc tại tỉnh.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2017, đồng chí Vũ Xuân Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai, đề nghị các thành viên của Liên hiệp tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác hữu nghị với tỉnh Vân Nam Trung Quốc, tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác tổ chức, xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, duy trì mối quan hệ với các nước, vùng lãnh thổ và các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, tăng cường thông tin tuyên truyền về hoạt động ngoại giao nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền bằng tiếng nước ngoài, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt văn kiện pháp lý về quản lý biên giới, cửa khẩu đã được hai nước Việt Trung ký kết. Hội nghị nhất trí bầu bổ sung đồng chí Hà Thị Khánh Nguyệt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai vào Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2013-2018 và chia tay đồng chí Lê Thị Thu Hà đã chuyển công tác khác. Ban chỉ đạo chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai vừa tổ chức lễ công bố xã Lùng Vai đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Dự lễ công bố có đồng chí Lý Xeo Dìn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và Đại tá Thái Minh Đường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Sau 6 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Lùng Vai là xã thứ hai của huyện Mường Khương đạt chuẩn. Tại thời điểm này, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội địa phương đã được đầu tư tương đối đồng bộ, nhất là về hạ tầng giao thông. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, từng bước ứng dụng công nghệ cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, thu nhập bình quân của người dân Lùng Vai đã đạt trên 23 triệu đồng mỗi người mỗi năm. Trong xây dựng nông thôn mới, xã Lùng Vai đã được đầu tư hơn 51 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, nhân dân đóng góp ngày công lao động, hiến đất, góp tiền với tổng giá trị lên đến gần 20 tỷ đồng. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống tinh thần của nhân dân được nâng cao, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Trao bằng và cờ công nhận xã Lùng Vai, huyện Mường Khương đạt chuẩn nông thôn mới, đồng chí Lý Xeo Dìn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, mong muốn trong thời gian tới, địa phương cần có những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng các tiêu chí, đảm bảo tính bền vững, đặc biệt cần chú trọng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập để nâng cao đời sống nhân dân. Tại lễ công bố, xã Lùng Vai đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới những năm qua và phát động phong trào thi đua nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong thời gian tới. Sáng nay ngày 17 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết dự án bạn hữu trẻ em tỉnh Lào Cai giai đoạn 2012-2016. Dự hội nghị về phía tổ chức UNICEF có bà Josimi Nishino, trưởng chương trình chính sách xã hội và quản trị UNICEF tại Việt Nam. Về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thực hiện dự án và lãnh đạo các sở ngành địa phương tham gia thực hiện dự án. Dự án bạn hữu trẻ em tỉnh Lào Cai giai đoạn 2012-2016 do tổ chức UNICEF tài trợ được thực hiện tại 16 xã thuộc 4 huyện Sapa, Simacai, Bắc Hà và Mường Khương. Dự án gồm 4 hợp phần chính là chính sách và quản trị xã hội vì sự sống còn của trẻ em, giáo dục đào tạo và bảo vệ trẻ em. Từ năm 2012 đến nay, các hợp phần của dự án đã thực hiện trên 440 hoạt động ý nghĩa, góp phần thay đổi nhận thức xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho trẻ em tại các khu vực được thụ hưởng dự án. Tại hội nghị, nhiều mô hình hay, cách làm mới trong việc thực hiện các hợp phần của dự án đã được đại biểu chia sẻ. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng, cùng với việc đảm bảo nguồn vốn và đội ngũ cán bộ, thì để chương trình được thực hiện hiệu quả, điều quan trọng nhất là phải làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân tích cực tham gia thực hiện các hoạt động của dự án. Bà Josimi Nishino, trưởng chương trình chính sách xã hội và quản trị UNICEF tại Việt Nam, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tỉnh Lào Cai đã đạt được trong thực hiện dự án bạn hữu trẻ em 4 năm qua. Khẳng định những bài học kinh nghiệm đã được rút ra sau thời gian thực hiện dự án là rất quý giá. Đồng thời cam kết, sau dự án này, trong thời gian tới, tổ chức UNICEF tại Việt Nam sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung và phương pháp hỗ trợ để Lào Cai thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của UNICEF. Đồng thời cho rằng, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì cũng cần nhìn nhận Lào Cai hiện vẫn là tỉnh có tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cao, nạn buôn bán phụ nữ trẻ em còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, mặc dù dự án đã kết thúc, nhưng tỉnh Lào Cai vẫn mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của tổ chức UNICEF trong việc thực hiện công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em.
yêu cầu chính quyền các địa phương, các cơ quan chuyên môn của tỉnh và cộng đồng xã hội cũng cần chủ động tích cực trong việc thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Ngày 16 tháng 2, Ban Vận động Quỹ vì Người nghèo tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác vận động quỹ năm 2016 và bàn nhiệm vụ công tác năm 2017. Năm 2016, tổng thu quỹ vì người nghèo của tỉnh đạt 5 tỷ 840 triệu đồng, trong khi kế hoạch đề ra là 6 tỷ đồng. Nguyên nhân không đạt chỉ tiêu được xác định là do ban vận động chưa có nhiều giải pháp đổi mới trong công tác tuyên truyền vận động. Một số cơ quan đơn vị trên địa bàn chưa thực sự quan tâm tham gia ủng hộ quỹ. Cùng với số tiền quỹ chuyển tiếp từ năm 2015, ban vận động đã hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết và sửa chữa nhà ở cho trên 300 hộ dân, giúp học sinh nghèo vượt khó, tặng quà Tết và khám chữa bệnh cho người nghèo với tổng số tiền gần 6 tỷ 370 triệu đồng. Năm 2017, Ban Vận động Quỹ vì Người nghèo tỉnh Lào Cai xác định sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội, góp sức xây dựng quỹ, hỗ trợ người nghèo bằng nhiều hình thức, đóng góp vào quỹ hoặc đăng ký hỗ trợ trực tiếp cho các hộ nghèo. Phấn đấu vận động nguồn quỹ trong năm 2017 đạt trên 6 tỷ đồng, hỗ trợ làm mới 118 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 134 nhà ở, hỗ trợ cho hộ nghèo mua vật tư nông nghiệp, con giống, vật nuôi để phát triển sản xuất. Chiều ngày 16 tháng 2, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp trong công tác thanh tra với Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh Lào Cai và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Lào Cai. Quy chế phối hợp liên ngành giữa Thanh tra tỉnh với các đơn vị khối tài chính, kinh tế của tỉnh nhằm tăng cường thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác trao đổi thông tin, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý sai phạm về kinh tế trong và sau thanh tra. Công tác phối hợp sẽ được thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời và hiệu quả, tuân thủ nguyên tắc bảo mật, an toàn về thông tin theo quy định của pháp luật. Việc ký kết quy chế phối hợp liên ngành giữa các đơn vị trong công tác xử lý sau thanh tra thể hiện sự cải tiến lề lối, phương pháp làm việc để đảm bảo tính hiệu quả, hiệu lực, sự nghiêm minh của pháp luật, thể hiện vai trò trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, tăng cường trật tự, kỷ cương trong quản lý kinh tế xã hội. Cùng ngày, Thanh tra tỉnh Lào Cai và Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã tổ chức ký quy chế phối hợp trong việc thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Quy chế phối hợp giữa Thanh tra tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh thể hiện trách nhiệm giữa hai cơ quan trong công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, hướng tới mục tiêu chung là nâng cao nhận thức và thực hiện có hiệu quả chính sách về bảo hiểm của các đơn vị sử dụng lao động và người lao động, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Quy chế phối hợp được thực hiện cũng sẽ tránh được sự chồng chéo trong quá trình thanh tra, kiểm tra giữa hai cơ quan đối với các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh. Công ty xăng dầu Lào Cai, đơn vị trực thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex vừa tổ chức hội nghị đại biểu người lao động và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2017. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Văn Thịnh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cho rằng, với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật hoàn thiện, đảm bảo an toàn, trong đó có một kho xăng dầu hiện đại bậc nhất khu vực Tây Bắc, cùng hơn 30 cửa hàng xăng dầu, hệ thống đại lý, tổng đại lý trong toàn tỉnh. Trong năm 2017 và cả giai đoạn tới, công ty xăng dầu Lào Cai phải đặc biệt chú trọng cung cấp đủ nguồn xăng dầu cho các dự án trọng điểm của tỉnh và khu vực, đồng thời đáp ứng tốt nhu cầu dân sinh, nhất là tại các địa bàn khó khăn trong toàn tỉnh. Tập trung đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, ô nhiễm môi trường, chú trọng đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh. Để tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2017, công ty xăng dầu Lào Cai sẽ tập trung mở rộng thị phần, thị trường, xây dựng chính sách kinh doanh linh hoạt với việc đa dạng hóa các mặt hàng kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn, ga và một số sản phẩm khác. Phấn đấu đạt tổng doanh thu trên 900 tỷ đồng, đóng góp tích cực cho nguồn thu ngân sách địa phương. Việc mà tổ chức thu nộp ngân sách của công ty, chúng tôi luôn xác định đây là trách nhiệm. Ngoài việc tuân thủ đúng quy định của nhà nước, nhưng đồng thời cũng thu nộp ngân sách thì sẽ tham gia đóng góp vào cái phát triển kinh tế xã hội địa phương. Năm 2007 thì cũng là năm mà tỉnh Lào Cai cũng như cả nước cũng đang có những cái chủ trương để đầu tư phát triển cũng mạnh mẽ. Như vậy chúng tôi phải đảm bảo cái nguồn xăng dầu để đảm bảo phục vụ cho sản xuất, kinh doanh cũng như đảm bảo cái an sinh xã hội và an ninh quốc phòng. Đối với địa bàn tỉnh Lào Cai, cái phương tiện ô tô ngày càng nhiều. Như vậy đòi hỏi phải có thêm mạng lưới các cửa hàng xăng dầu để phục vụ cho các phương tiện giao thông. Lào Cai năm 2007 là năm du lịch,
thì chúng tôi cũng phải xác định là tổ chức bán hàng, đảm bảo nguồn hàng để phục vụ các phương tiện, đặc biệt là cả các phương tiện của các tỉnh, các nơi khác đến du lịch Lào Cai. Trong dịp này, công ty xăng dầu Lào Cai cũng đã thông qua nghị quyết Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017. 40 cá nhân đã được tặng kỷ niệm chương của Bộ Công Thương vì sự nghiệp phát triển ngành công thương. Một cá nhân được tặng kỷ niệm chương 65 năm của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hồi chuông cảnh báo tình trạng ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể đã gióng lên từ lâu và hiện đang diễn biến ngày càng phức tạp. Liên tiếp những ngày qua trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc đã xảy ra hai vụ ngộ độc thực phẩm đặc biệt nghiêm trọng. Tại tỉnh Lai Châu, tới thời điểm hiện tại đã có 8 người chết và 32 người nhập viện cấp cứu do ngộ độc sau bữa ăn tập thể. Nguyên nhân được xác định là do sử dụng rượu có hàm lượng methanol vượt ngưỡng cho phép. Ngay sau đó, tại tỉnh Hà Giang, tối ngày 15 tháng 2, đã có tới 81 người bị ngộ độc thực phẩm, phải cần đến can thiệp y tế. Những người này sau khi ăn cỗ tại một đám cưới thì có hiện tượng hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn và đau bụng. Trước đó không lâu thì ngay tại tỉnh Lào Cai cũng đã xảy ra không ít vụ ngộ độc thực phẩm đông người, chủ yếu do thức ăn không đảm bảo vệ sinh, ăn thức ăn sống hoặc uống rượu sử dụng men công nghiệp, men nhập từ Trung Quốc, rượu ngâm các loại rễ cây. Thưa quý vị và các bạn, an toàn vệ sinh thực phẩm đang là vấn đề nóng được cả xã hội quan tâm. Vậy làm thế nào để giảm thiểu các vụ ngộ độc thực phẩm, nhất là ngộ độc tập thể? Để làm rõ nội dung này, các phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Hải Anh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lào Cai. Trước tiên xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Hải Anh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lào Cai đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Dạ vâng thưa bà, thời gian vừa qua thì sau hàng loạt các vụ ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc tập thể ở Hà Giang hay Lai Châu thì dư luận đang rất quan tâm về vấn đề này. Vậy xin bà cho biết về thực trạng tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lào Cai, đặc biệt là ở các địa phương vùng cao ạ. Những năm trước đây, trước năm 2014, Lào Cai cũng đã từng xảy ra những cái vụ ngộ độc thực phẩm rất là nhiều người mắc. Ví dụ như vụ ngộ độc thực phẩm sau đám cưới ở xã Thảo Chư Phìn, huyện Simacai cũng gần 150 người. Ở bản Lầu, Mường Khương cũng hơn 100 người. Ngành y tế cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh có một cái văn bản 2648 chỉ đạo Ủy ban dân các huyện thành phố là tăng cường cái công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức cho bà con. Và trong đó có một cái giải pháp là yêu cầu các cái hộ gia đình khi tổ chức bữa ăn đông người phải ký cam kết với chính quyền địa phương để đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thế thì sau khi triển khai rất nhiều biện pháp và có những cái giải pháp then chốt như vậy thì cái tỷ lệ ngộ độc thực phẩm trên 100.000 dân của Lào Cai giảm rất là nhiều. Và từ năm 2014 đến nay thì không xảy ra một cái vụ ngộ độc thực phẩm nào mà trên 30 người mắc theo cái số liệu báo cáo của các cơ quan chức năng. Dạ vâng thưa bà, có một thực tế là tại nhiều địa phương của Lào Cai thì người dân vẫn còn giữ thói quen tập trung ăn uống linh đình kéo dài nhiều ngày, nhất là trong các dịp hội hè hay ma chay cưới hỏi. Vậy thì theo bà đây có phải là yếu tố tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm hay không? Và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thì có khuyến cáo gì với người dân về vấn đề này ạ? Vâng. Đúng là đối với lại bà con vùng núi, vùng sâu, vùng xa, cái điều kiện vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở, rồi xung quanh khu vực bếp, nơi sinh sống là nói thật là vẫn còn là một cái vấn đề hết sức nan giải. Với một cái điều kiện môi trường không đảm bảo thì rõ ràng là thực phẩm rất dễ bị thiêu, bị hỏng, bị vi khuẩn xâm nhập và nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm rất là nhiều. Đấy. Thế thì mặc dù là chúng ta đã tuyên truyền giáo dục, thế nhưng mà ở đâu đó, nhất là những thôn bản vùng sâu vùng xa thì cái việc tuyên truyền, cái thay đổi nhận thức như tôi nói ban đầu thì cũng còn là rất là chậm, rất là hạn chế. Ví dụ đối với người dân là khi tổ chức bữa ăn đông người thì phải lựa chọn thực phẩm có đủ, có rõ nguồn gốc xuất xứ, không mua bán những cái thực phẩm mà trôi nổi trên thị trường đấy, và phải có địa chỉ rõ ràng. Thứ hai nữa là trong cái quá trình chế biến thực phẩm phải đảm bảo vệ sinh an toàn, bếp rồi là dụng cụ dao thớt để sống, để chín riêng biệt, thế rồi che đậy thức ăn đã được nấu chín, và thức ăn mà đã chế biến lâu thì phải đun lại trước khi sử dụng. Bên cạnh đó thì cái việc sử dụng rượu, bà con mua những cái rượu trôi nổi trên thị trường không có nhãn mác, không có nguồn gốc xuất xứ gì cả đấy, thì có thể là mua phải những cái rượu độc như là ở Lai Châu chẳng hạn. Lai Châu mặc dù là hiện nay là chưa khẳng định nguyên nhân mà nhưng mà nghi ngờ rất là nhiều đến và kiểm nghiệm cái mẫu rượu thì cái nồng độ methanol vượt có rất nhiều lần cái tiêu chuẩn cho phép. Đấy. Thứ nhất là rượu có thể là sẽ bị ngộ độc rượu do rượu độc, nhưng cũng có thể ngộ độc rượu do rượu không độc.
mà uống quá nhiều thì cũng có gây ngộ độc và có thể tử vong. Dạ vâng, về phía mình thì Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và các đơn vị hữu quan đã và sẽ có sự vào cuộc như thế nào để có thể hạn chế tối đa những vụ ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc tập thể? Chi cục cũng đã tham mưu giúp Sở Y tế, tham mưu Ủy ban tỉnh có một văn bản chỉ đạo rất là rõ ràng, cụ thể cho các cấp, các ngành triển khai các cái nội dung tuyên truyền, kiểm tra về vấn đề an toàn thực phẩm. Và đối với chi cục thì chi cục sẽ tiếp tục là giám sát cơ sở. Đấy, tôi cử các cái tổ nhóm cán bộ chỉ đạo tuyến xuống cùng với tuyến huyện, tuyến xã giám sát ở các cái cơ sở, các xã xem là cái vấn đề triển khai những cái chỉ đạo của tuyến trên như thế nào, và cứ giám sát hỗ trợ họ để họ làm sao chỉ triển khai được. Cái chủ yếu vẫn là cái công tác tuyên truyền, và khi diễn ra các cái sự kiện ở địa phương như lễ hội ở địa phương thì phải có cái sự giám sát chặt chẽ về cái nguyên liệu đầu vào cũng như là cái quá trình chế biến thực phẩm để làm sao hạn chế tối đa những cái vụ ngộ độc thực phẩm đông người. Và cũng vẫn tiếp tục giám sát các cái xã, thôn bản, huyện là triển khai cái công tác ký cam kết với hộ gia đình khi tổ chức bữa ăn đông người phải ký cam kết với chính quyền địa phương. Một lần nữa xin cảm ơn bà đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Từ sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu đến nay, thời tiết khá thuận lợi. Nông dân các địa phương trong tỉnh Lào Cai đang khẩn trương xuống đồng gieo cấy vụ xuân theo đúng khung lịch thời vụ. Đến nay, bà con đã cấy được hơn 500 ha và đang khẩn trương làm đất, chuẩn bị sẽ cấy đồng loạt vào cuối tháng 2 này. Theo tổng hợp của ngành nông nghiệp thì trong thời gian gieo mạ, thời tiết khá thuận lợi, không có rét đậm, rét hại kéo dài nên lượng lúa giống được gieo đảm bảo tỷ lệ nảy mầm và phát triển tốt. Ngoài ra, nông dân cũng chủ động hơn các biện pháp chống rét, nên thời điểm này, mạ cấy đã đủ tuổi, các chân ruộng cơ bản đủ nước cấy lúa đúng khung thời vụ cho phép. Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chỉ đạo các địa phương tập trung sử dụng các giống lúa sản xuất tại địa phương như LC25, LC212, LC270, VL20, các giống lúa đặc sản như sén cù, hương thơm. Về khung lịch sản xuất, bà con nông dân cần tuyệt đối tuân thủ nông lịch sản xuất của vùng cao, tiến hành gieo cấy đúng khung thời vụ mà cơ quan chuyên môn hướng dẫn nhằm hạn chế sâu bệnh gây hại. Hiện nay, ngoài việc đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa, các địa phương cũng đã khẩn trương nâng cấp, nạo vét, khơi thông nhiều tuyến kênh mương để đảm bảo chủ động trong việc tưới tiêu, có kế hoạch hỗ trợ người dân các biện pháp chống hạn cho lúa. Năm 2017, tỉnh Lào Cai lên kế hoạch trồng mới 7.150 ha rừng, trong đó rừng sản xuất là 6.550 ha, rừng phòng hộ đặc dụng là 600 ha, đưa tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh lên trên 54% tổng diện tích rừng tự nhiên. Thực hiện kế hoạch này, ngay trong những tháng đầu năm, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Lào Cai đã phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, các huyện, thành phố chỉ đạo đôn đốc tiến độ trồng rừng theo thời vụ, chủ động chuẩn bị các điều kiện về cây giống, kiểm tra, kiểm soát chất lượng giống, hướng dẫn thực hiện việc hỗ trợ phát triển hệ thống vườn ươm vệ tinh và vườn ươm công nghệ cao, chủ động rà soát, giải phóng, thiết kế đất phục vụ kế hoạch trồng mới rừng trong năm 2017, bố trí lịch thời vụ trồng rừng hợp lý đối với các huyện vùng thấp, tập trung chỉ đạo trồng rừng trong vụ xuân hè, khung lịch thời vụ từ tháng 3 đến tháng 7. Các huyện vùng cao kết thúc trồng rừng trước ngày 31 tháng 10 vì đây là khung thời vụ tốt nhất nhằm nâng cao tỷ lệ cây sống và chất lượng rừng trồng. Hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2017, Lào Cai, Tây Bắc. Thung lũng hoa Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai hiện là một địa chỉ có sức hút lớn đối với du khách khi đến với địa phương. Với trên 200 loài hoa khoe sắc, trong những ngày đầu xuân này, cả thung lũng như khoác lên mình một tấm áo rực rỡ, tạo thành sản phẩm du lịch đặc sắc mang thương hiệu của vùng cao nguyên trắng. Hoa Thải Giàng Phố mùa nào cũng nở, nở xuyên suốt cả bốn mùa là phong lan. Từng nhành phong lan nơi núi đá cổng trời cùng về đây họp mặt với các loại phong lan mới du nhập. Cùng với các giò lan rừng quyến rũ mang đậm màu sắc hoang dại là các chậu hoa sặc sỡ sắc màu như cẩm tú cầu, tử la lan, cát tường, dạ yến thảo, ngọc trâm.
thung lũng hoa Thải Giang Phố hiện có hơn 200 loài hoa các loại được nhà vườn chăm sóc. Thời gian tới sẽ có nhiều loài hoa tiếp tục được đưa vào trồng để phục vụ nhu cầu ngắm hoa và trải nghiệm du lịch sinh thái nông nghiệp của du khách. Và chúng tôi cũng đang bố trí khoảng hơn 1 hecta nữa là trồng cái giống mới như bây giờ là đang trồng quải hương này, rồi cánh đồng hoa tulip, và mới nữa là bây giờ một cánh đồng hoa bắp cải để sau này đưa lên cho du khách để chiêm ngưỡng tham quan. Cùng với các giống hoa truyền thống thì tại đây còn có nhiều loại hoa xuất xứ từ châu Âu như oải hương, tulip, tạo ấn tượng cho du khách khi đến với thung lũng hoa Thải Giang Phố, Bắc Hà. Lần đầu tiên tôi đặt chân lên thung lũng hoa này thì tôi cảm thấy là không khí ở đây rất là trong lành và mát mẻ. Màu sắc của các loại hoa thì đều có, nó mang một màu sắc khác nhau, mang đến sự thiên nhiên cho vẻ đẹp của Bắc Hà. Thung lũng hoa Thải Giang Phố mang vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng Tây Bắc với khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, sự rực rỡ sắc màu của các loài hoa, chắc chắn đây sẽ là điểm đến hấp dẫn trong hành trình du lịch khám phá cao nguyên trắng Bắc Hà của khách du lịch. Tiếp theo sẽ là những tin tức quốc tế đáng chú ý. Sáng nay theo giờ Hà Nội, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã kết thúc ngày họp đầu tiên tại thành phố Bonn của Đức. Nhiều vấn đề cấp bách liên quan đến phát triển ổn định toàn cầu đã được các đại biểu tập trung thảo luận. Bên cạnh đó, nhiều vấn đề nóng hiện nay như cuộc khủng hoảng ở Ukraine, hòa bình Trung Đông hay an ninh ở châu Âu cũng được bàn thảo. Dự kiến trong ngày hôm nay, ngày 17 tháng 2, các ngoại trưởng sẽ tiếp tục thảo luận về phòng tránh xung đột và hợp tác hỗ trợ châu Phi. Phát biểu với báo giới sau khi kết thúc ngày họp đầu tiên, Ngoại trưởng nước chủ nhà Đức Sigmar Gabriel cho biết, các đại biểu đã thảo luận việc thúc đẩy thực hiện nghị sự 2030 về phát triển bền vững, đồng thời thảo luận về nhiều vấn đề nóng trên thế giới hiện nay. Liên quan tới việc đảm bảo an ninh tại châu Âu, Ngoại trưởng Gabriel khẳng định, lục địa già cần phải tự chủ về an ninh và quốc phòng. Châu Âu cần phải tự chủ về an ninh và không phụ thuộc vào Mỹ. Mỹ và châu Âu có GDP gần như tương đương, và hiện đang có một cuộc tranh luận lan khắp Mỹ rằng liệu họ có còn muốn chia sẻ gánh nặng đảm bảo an ninh cho châu Âu nữa hay không. Về cuộc khủng hoảng tại Ukraine, Ngoại trưởng Đức cho biết các bên liên quan đã tiến hành các cuộc đối thoại song phương nhằm thảo luận việc lệnh ngừng bắn bị vi phạm trong thời gian gần đây khiến thương vong tăng cao. Theo ông Gabriel, đã có những tiến triển đáng kể trong các cuộc đối thoại này khi các bên sẵn sàng rút vũ khí hạng nặng. Dự kiến trong ngày hôm nay 17 tháng 2, các ngoại trưởng G20 sẽ tập trung thảo luận về vấn đề phòng tránh xung đột, xây dựng hòa bình hậu xung đột và tăng cường hợp tác với các nước châu Phi. Ngoài ra, các đại biểu cũng sẽ thảo luận việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới tại thành phố Hamburg của Đức. Sự thay đổi trong quan điểm của Mỹ đối với tiến trình hòa bình Trung Đông đang gây quan ngại đối với cộng đồng quốc tế. Trong bối cảnh này, ngày hôm qua, Liên Hợp Quốc đã tái khẳng định giải pháp hai nhà nước vẫn là con đường duy nhất đối với xung đột giữa Israel và Palestine. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 16 tháng 2, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông Nikolai Mladenov tái khẳng định rằng giải pháp hai nhà nước vẫn là con đường duy nhất để đạt được những khát vọng chính đáng của cả hai dân tộc. Ông Mladenov cho rằng Israel nên tiến hành các bước cần thiết để chấm dứt việc xây dựng các khu định cư trên các vùng lãnh thổ chiếm đóng để có thể duy trì triển vọng hai nhà nước, trong khi phía Palestine cần ngăn chặn các vụ tấn công nhằm vào Israel. Bằng cách này, hai bên có thể tạo ra một môi trường thích hợp cho các cuộc đàm phán song phương về quy chế cuối cùng và cộng đồng quốc tế có thể hỗ trợ tiến trình đó. Cùng ngày, cũng tại cuộc họp trên, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã bác bỏ thông tin nói rằng chính quyền mới của Mỹ không ủng hộ giải pháp hai nhà nước để giải quyết cuộc xung đột Israel và Palestine. Và tối qua, 9 bộ trưởng mới cùng 5 thống đốc tỉnh mới của Ai Cập đã tuyên thệ nhậm chức. Đây là đợt cải tổ nội các mới nhất kể từ khi Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi nắm quyền điều hành đất nước, trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang gặp nhiều thách thức.
Tổng thống Ai Cập hy vọng việc cải tổ nội các mạnh mẽ này sẽ giúp đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế. Theo quyết định cải tổ nội các bộ có lãnh đạo mới gồm Bộ Nông nghiệp, Bộ Các vấn đề Nghị viện, Bộ Đầu tư và Quan hệ Quốc tế, Bộ Thương mại, Bộ Phát triển Địa phương, Bộ Kế hoạch, Bộ Giáo dục Đại học và Bộ Giao thông. Đáng chú ý, trong đợt cải tổ lần này, lần đầu tiên Ai Cập có một thống đốc tỉnh là nữ. Bà Nadia Saleh vốn là phó thống đốc tỉnh Beheira. Từ trước đến nay, chức thống đốc tỉnh ở Ai Cập thường do cảnh sát hoặc sĩ quan quân đội về hưu nắm giữ. Một số bộ cũng được sáp nhập trong đợt cải tổ này. Đợt cải tổ nội các mới diễn ra trong bối cảnh Ai Cập đang vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế sau nhiều năm hỗn loạn chính trị kể từ làn sóng biểu tình lật đổ chính phủ năm 2011. Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đưa ra một sắc lệnh mới về nhập cư vào tuần tới, thay cho sắc lệnh cấm nhập cảnh đã bị Tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ ngăn chặn trước đó. Tuyên bố được đưa ra sau khi chính quyền của ông Trump quyết định không tiếp tục kháng cáo phán quyết của tòa. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, ông Trump khẳng định sắc lệnh mới sẽ có sửa đổi phù hợp để giải quyết mối quan ngại của các thẩm phán đối với sắc lệnh cũ. Tuy nhiên, ông không nêu nội dung chi tiết được sửa đổi. Sắc lệnh nhập cư mới sẽ là một sắc lệnh mang tính toàn diện và đáp ứng được các yêu cầu pháp lý, cũng như phù hợp với phán quyết của Tòa Phúc thẩm, điều mà tôi vẫn luôn cho là một quyết định tồi. Các chuyên gia cho rằng các sửa đổi này có thể là việc bao gồm thêm cả các quốc gia không phải đa số là người Hồi giáo và loại trừ những người nhập cư đang sống tại Mỹ. Tuy nhiên, ông Trump vẫn bảo vệ sắc lệnh đã được ban hành hôm 25 tháng 1 vừa qua và cho rằng tình trạng hỗn loạn tại các sân bay lớn tại Mỹ là do sự cố của hãng hàng không Delta Airlines, gián tiếp phủ nhận các chỉ trích nhằm vào sắc lệnh cũ. Trong khi đó, hàng nghìn người nhập cư trên khắp nước Mỹ đã tham gia cuộc đình công ngày 16 tháng 2 nhằm phản đối các lệnh chống nhập cư của Tổng thống Trump, bao gồm kế hoạch xây bức tường biên giới với Mexico và sắc lệnh cấm nhập cư mới đây. Tại thủ đô Washington, hàng trăm người đã tập trung tại Mount Pleasant và cùng tham gia đoàn diễu hành tới Nhà Trắng và Tòa Thị Chính. Những người tham gia qua các hình thức nghỉ việc, không mua sắm, không tới các quán ăn, không mua xăng và không tới trường học, hy vọng sẽ cho thấy tầm quan trọng của người dân nhập cư trong các hoạt động hàng ngày ở Mỹ. Điều này không chỉ để chính phủ, mà còn để cho cả xã hội biết rằng người nhập cư không đơn độc. Họ có thể nhận được sự hỗ trợ và sẽ có ai đó lắng nghe họ. Những người nhập cư không những đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế, mà còn là một phần trái tim và linh hồn của đất nước này, và tôi sẽ chiến đấu vì họ. Nhiều nhà hàng, công ty và trường học đóng cửa hoặc cho nhân viên nghỉ việc trong ngày này. Cả tối hôm nay, tôi và con trai tôi đã tự rửa bát đĩa. Các bạn của tôi cũng tới giúp để việc phục vụ không bị gián đoạn. Tôi hoàn toàn đồng tình với các nhân viên trong cửa hàng mình và không có bất cứ lời trách cứ nào với những nhân viên xin nghỉ việc ngày hôm nay. Trước đó, cuộc đình công với tên gọi Ngày không có người nhập cư đã được lên kế hoạch và tuyên truyền thông qua truyền miệng, tờ rơi và các kênh báo chí xã hội trong nhiều nhóm cộng đồng dân cư và nhận được sự ủng hộ không nhỏ. Tiếp theo sẽ là một số tin tức đáng chú ý khác. Ngày 16 tháng 2, cảnh sát Venezuela cho biết đã có ít nhất 16 người thiệt mạng và 50 người bị thương trong một vụ va chạm giữa xe buýt với xe trộn bê tông. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 6 giờ giờ địa phương trên đường cao tốc cũ Gige-Valencia thuộc bang Carabobo. Chiếc xe buýt đang trên đường du lịch từ thành phố miền đông Puerto La Cruz đến thành phố Maracay thuộc miền trung nước này. Sau cú va chạm mạnh, chiếc xe buýt đã lao xuống một khe núi. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Cùng ngày tại bang Sao Paulo của Brazil cũng xảy ra một vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 50 người bị thương. Tai nạn xảy ra khi một xe buýt chở sinh viên đã đâm vào một xe buýt khác, làm hai lái xe và 6 người trên hai xe buýt thiệt mạng. Những người bị thương hiện đang được điều trị tại các bệnh viện gần hiện trường. Ngày 16 tháng 2 tại Na Uy đã xảy ra một vụ tai nạn thuyền tại khu vực cảng thành phố Hastad khiến 22 người thiệt mạng, trong đó có 11 du khách người Anh. Theo cảnh sát, trên đường trở về cảng sau chuyến du lịch, một con thuyền đã đâm mạnh vào một đài phun nước khiến những người ngồi trên thuyền ngã xuống nước trong thời tiết băng giá. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành thu thập lời khai của người lái thuyền và các nhân chứng để làm rõ vụ việc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.